Ta-da, nhớ cái CEO, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình và mình là Củi Ca. Hôm nay mình với các bạn cùng khám phá tập tiếp theo của Watch Girl các bạn trên màn hình bạn đẹp năm. CEO đóng lần này không ổn tí nào nhé các bạn. Nếu mà cho điểm chắc cho 5 trên 10 không? Khá là nhăm nhở lỏng lẻo lắm các bạn. Không có đẹp tí nào luôn ấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá hoa tặng của Watch Girl tập 5 sẽ gồm những gì nhé các bạn. Đó chúng ta sẽ có một cái bó kẹt. Đấy, một bó kẹt PVC nha, khá là đẹp. Nhưng mình ước chỉ bó kẹt này được phóng to, khổ lớn hơn, xịn hơn các bạn. Chúng ta đồng ý rơi một bìu đỏ tươi nha các bạn. Bìa được cán bóng khá xịn sò. Giá bìa là 35.000, các bạn mua chiếc khấu hỏi quanh quẩn 31-32.000 tùy nơi nha các bạn. Bây giờ chúng ta cùng khám phá bìa keo bên trong. Bìa keo bên trong là bìa keo màu một chanh mới cho bạn. Bên trong được in trên giấy trắng đen, hoàn toàn in không có chân màu nào hết. Được in trên giấy PP80 cho bạn. Và bộ truyện được in chỉ có 3.000 bản. Nội dung của Watch Girl tập 5 bị Kazama đội trưởng đội cấp A Nosba hết đấu một trận, liệu Osamu có thể ăn miếng trả miếng trước đối thủ có sức mạnh áp đảo hay không? Mặt khác, Yuma và Chika bắt đầu hút sự chú ý tại Border khi thể hiện khả năng vượt trội so với các văn minh khác. Hôm nay các bạn cùng chiêm ngưỡng qua tập 5 này, các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ ủng hộ kênh giúp mình. Xin chào và hẹn các bạn trong video lần sau.